Buổi xuất hiện trước công chúng của đại tá Gaddafi được truyền hình nhà nước chiếu tối Chủ nhật, chen lẫn với đám đông người ủng hộ tung hô. Nhưng đằng sau màn hình là một bức tranh khác đang dần hình thành, với một trong số những điều không chắc chắn về chính hệ thống lãnh đạo, như con trai của ông Gaddafi xác nhận rằng có thể đang có thay đổi. Chúng ta cần phải đồng ý về một Libya mới, một nước Libya thực sự, còn nếu không thì người Libya sẽ phải chuẩn bị cho tình hình chia rẽ và nội chiến, và khi đó thì người ta phải quên đi dầu mỏ, rồi sẽ phải quên đi khí đốt cũng như các nguồn tài nguyên, và có thể sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng cho một sự hỗn loạn. Trong ngày Chủ nhật, tin tức từ khắp Libya gửi về cho thấy gia tăng hoạt động của phe đối lập, và lần đầu tiên có các tín hiệu cho thấy biểu tình đã xuất hiện ở thủ đô Tripoli. Các đoạn phim này có vẻ như được quay vào đêm thứ Bảy, những người trong đó hô khẩu hiệu lật đổ chính quyền. Còn ở thành phố Benghazi ở phía đông thì vẫn có nhiều tin tức trái ngược. Các đoạn phim hiện đây dường như được quay vào thứ Bảy từ các nguồn không thể kiểm chứng, cho rằng có một tướng quân đội bỏ ngủ và tham gia biểu tình, còn quân lính trung thành với đại tá Gaddafi thì cố thủ trong một doanh trại an ninh. Có ít nhất một nguồn tin kể là có bắn nhau trên đường phố. Running street battles.